Đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề lớn nhất từ trước đến nay tại Quảng Bình vừa được phát hiện và triệt phá. Đáng chú ý, tổng giá trị giao dịch mỗi ngày lên đến gần 3 tỷ đồng. Các đối tượng đã khai nhận thủ đoạn tổ chức và ăn chia tinh vi. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi. Ngày 7 tháng 1, Công an thành phố Đồng Hới đã đồng loạt khám xét 5 địa điểm, tiến hành triệu tập 32 đối tượng có liên quan đến các đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề. Liên quan rất nhiều các đối tượng và các đối tượng này hoạt động rất là tinh vi. Thủ đoạn của chúng là theo về phương thức phí truyền thống, bởi vì là nó không sử dụng cái phương pháp cũ nữa mà sử dụng các cái mạng xã hội Zalo, Facebook hoặc là Viber để chuyển các bảng đề, đồng thời là sử dụng internet banking để chuyển các cái tài khoản ngân hàng. Bước đầu, cơ quan công an xác định 3 đường dây đánh bạc. Cụ thể, đường dây do Trần Tiến Thành, sinh năm 1995, trú tại phường Bắc Lý, đứng đầu với 17 thư ký đề. Số tiền giao dịch trong ngày hơn 600 triệu đồng. Đường dây do Hồ Quang Hoàng, sinh năm 1995, trú tại phường Hải Thành, đứng đầu với 9 thư ký đề. Số tiền giao dịch trong ngày hơn 1,9 tỷ đồng. Và đường dây do Nguyễn Thị Ánh, sinh năm 1966, trú tại phường Hải Thành, đứng đầu với 5 thư ký đề. Tổng số tiền giao dịch trong ngày hơn 300 triệu đồng. Để nhận các tin nhắn lô đề từ các thư ký, sau đó tập hợp lại rồi chuyển cho các đối tượng khác để thu lợi. Tôi đã tiếp cận các thư ký đề, sau đó thỏa thuận làm việc gửi chuyển sang đi 1 triệu đồng, thư ký sẽ được 7% hoa hồng. Khi đó các thư ký và hàm lợi sẽ chuyển bảng đề cho tôi. Sau khi các kết quả xổ số và tính kết quả thắng thua thì ngày hôm sau tôi sẽ thanh toán tiền. Liên quan đến chuyên án, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tăng vật quan trọng. Hiện Công an thành phố Đồng Hới đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 9 đối tượng liên quan và đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.